Xin chào tất cả các bạn đang đến với kênh của Tướng Quân Tào Lao. Thì hôm nay mình trở về Bình Dương. Thì bữa nay mình vô tình vô nhà anh Da Đen thì mới phát hiện là bữa nay có một cái anh chị nghệ sĩ kia mời anh quay MV. Thì mình tới mình coi hậu trường, mình vô mình coi đang quay gì ha. Đây, mắt lên, nhìn đây nè. Mình đang làm diễn viên quay MV luôn trời. Rồi, Thi nói đi. Nói mà nhìn anh chứ. Không, anh đang nói người này nhìn đây, còn Thi nói chuyện với anh đi, nói đi. Rồi, máy chạy. Ai nhìn thấy đâu nè, nói lại nè. Em nhìn ảnh em nói chuyện, ảnh nhìn đây. Anh. Ủa cái MV này là mình quay cho ai vậy? Chị nào quay? Không, phải để tôi gặp ông anh, tôi nói chuyện với anh đi coi. Anh, nhớ không? Cái gì vậy? Nói chuyện, không, tôi nói chuyện, đi ra đây xíu, đi quay tiếp. Trời đất ơi. Đây ông anh tôi, trời ơi. Anh nhớ em không? Cái gì là nói chuyện? Em là cái người quay clip anh lì xì đó. Ủa lì xì tiền đô quá trời đó, nhớ không? Nhớ. Ủa hôm nay anh được mời quay MV hả? Mời quay MV luôn. Làm diễn viên hay là anh hát luôn? Làm diễn viên thôi. Diễn viên thôi hả? À? Kịch bản đầu sau rồi là ai mời? Bài gì? Đó, một tình. Một tình? Ừ. Ông này đạo diễn hả? Ừ. À. Nãy giờ ta đang làm việc, từ chỗ ta đang làm việc cái trang vô, giọt vô. Bản tôi gặp ông anh tôi mà. Thì gặp đây các bạn. Các bạn là đây là anh Da Đen đeo vàng nhiều nhất Bình Dương nè. Bữa giờ các bạn cứ kêu tôi quay clip hoài, bữa nay là anh lên làm diễn viên luôn. Ảnh hot trên mạng quá, cái có anh ca sĩ kia mời ảnh vô làm diễn viên trong cái MV. Thì bây giờ mình đi diễn rồi cách xe sao, còn đi làm không hay là giờ mình chuyển qua mình diễn luôn? Không đi làm. Chứ gần diễn này là sao? Là mình thích đi diễn hay là mình vui mình đi làm chơi thôi? Mình vui chơi thôi. À, tức là mình vui mình thích mình đi diễn chơi thôi chứ mình đâu có đam mê diễn đúng không? Không. Không hả? Nhưng mà tại vì mình giờ nhiều người biết mình quá nên người ta mời mình quay lên mình mà cái chỗ đó làm sao mà tự nhiên anh nhận vậy? Giờ em mời anh quay được không? Được. Nhưng mà rồi giá sao mới nói tôi biết đường chứ tự nhiên nhiều tiền quá sao ta trả nổi. Chịu khóa cái sắt tao đưa mượn chịu khóa cái sắt đi trời. Kìa. Chịu khóa cái sắt. Bà đó bà già mượn chịu khóa cái sắt kìa. Quay bác ơi, bà đòi cái gì? Đại gia đang ấy mà cái sắt gì đây? Lấy chịu khóa cái sắt về lấy tiền vàng đi ra cho người ta coi mà. Đó, thấy chưa? Thấy ở không? Bà đó già không đó. Dạ không đúng không? Đúng. Đó, mới đang quay clip đây mà bị phát cách. Trời đất ơi, có cát luôn hả? À. Cát chạy quay MV là quay miễn phí nha, không có lấy tiền nha. Này có cát là dữ lắm luôn á. Rồi MV này là anh lấy kinh phí sao? Ví dụ em mời anh hoặc là đây mời lấy kinh phí sao? Ủa, tiền không quan trọng. Tiền bạc không quan trọng. Chứ quan trọng cái gì? Vui thôi. Vui. Đam mê. Dạo này thấy anh vui vẻ thôi. Dạo này thấy update dữ ha, thấy lên hàng đồ thêm hai cái kiềng này bự quá trời quá đất này, bay bao nhiêu cây vàng đây? Ủa, nghe đồn là Phúc Đô mới có cái anh Phúc Đô ở dưới Sài Gòn á, mới có cái nón vàng, anh có cái nón vàng chưa? Không, chưa có. À, chưa có hả? Ê, chặt cái gì đó ông nội? Đó rồi mọi người, nhớ chuẩn bị theo, sắp tới là theo dõi cái MV của anh Da Đen nè, là làm diễn viên nè, mong mọi người theo dõi MV của anh nghe không? Đó. Rồi, nhanh đi, tôi làm việc tiếp đi, hết giờ rồi. Nhanh lên đi, người ta đang chưa có làm gì chứ. Rồi bây giờ, Tướng Quân Tào Lao sẽ cho mọi người vô coi để coi ảnh diễn. Rồi, vô mọi người diễn đi. Vô làm đi. Này là diễn viên, này là mấy diễn viên vậy anh đạo diễn? Này có bao nhiêu gom hết vô bao nhiêu, quy động hết toàn bộ Hollywood. À. Không có nhiều mình chơi nhiều. Rồi bây giờ mình diễn thử phân đoạn thôi, em coi cho khán giả ta coi nè. Để coi ảnh diễn sao mà được mời. Phân đoạn là người ta để giữ bí mật chứ đâu có là quay lên cho coi trước hay sao. Cái bà này bà dữ quá, bà nghệ sĩ này bà dữ quá. Đúng rồi. Dữ quá mà. Nói chung là tôi làm cái MV này tôi mời anh Da Đen. Từ ở Sài Gòn mà tôi chạy xuống đây là nhiều cây số, 100 cây số, xuống tới gần cao su là mới mời được anh Da Đen. Mà phải là ngay ngày chủ nhật mới được, chứ ngày thường là ảnh không có nhận lời. Phải ngay ngày chủ nhật, ngày nghỉ thì như là ngày vui chơi của ảnh mới nhận lời. Đó, thì xuống đây 100 cây số đâu có thể mà lộ cho kênh Tướng Quân Tào Lao được. Rồi MV đưa mốt khán giả đâu có đó. Bây giờ quý vị muốn coi thì là có 3 cái kênh là chuẩn bị up. Đó là kênh Kép Xàm nè, kênh Nhã Thi Official và kênh Anh Sáu Channel. Đó là chuẩn bị up kênh bao nhiêu Tướng Quân Tào Lao, chỉ up anh Da Đen thôi, đừng vô coi không có up cái clip ha.
À, cái kênh cái Vuông Tào Lao là anh đi theo, anh chỉ quay Da Đen thôi, mục đích của anh là vậy thôi chứ anh đâu có làm gì đâu mà phải up trên kênh. Nói chung là anh quay để up Facebook thôi. Nói với anh đạo diễn anh cho anh Da Đen diễn thử phân đoạn ví dụ hai người yêu nhau yêu đương gì coi thử coi tỏ tình gì coi chứ. Đó, bây giờ là anh coi như là đây là cô dâu. Thử coi khả năng diễn của anh sao. Anh chuẩn bị anh cầu hôn cô dâu ha. Rồi anh đeo vàng cho cô dâu, anh lấy tiền anh đeo cho cô dâu vậy thôi. Đó, nhiều ra trước đi. Bây giờ anh Da Đen nói nè. Thi em lấy anh làm chồng nghe đó. Gì? Ờ đúng rồi. Thi em lấy anh làm chồng nghe. Cái anh Thi gật đầu. Cái anh lấy cái kiền anh đeo vô cổ đó cho em. Có quỳ xuống không? Diễn nhiêu đó thôi. Người ta thường cầu hôn người ta quỳ á. Bây giờ diễn trước đi, khoan để nghe thoại đó. Rồi thoại trước. Thoại chứ. Đó cái kiền mình chọn đó. Cái giờ gì chọn á? Cái gì chọn á? À. Thi em lấy anh làm chồng nghe. Rồi thử nha. Rồi 1, 2, 3 diễn. Để chạy. Diễn. Thi em lấy anh chồng nha. Gì vậy? Gì vậy? À, chưa hỏi xong nữa là đã đeo. Trời ơi gì vậy? Điệp lên. Trời ơi. Không, tôi cảm thấy anh Da Đen diễn cái chỗ này chưa đạt. Mới diễn sao cho nó xuất sắc hơn, mới cảm xúc hơn chứ mà diễn. Cái đó là sẽ chờ xem trong MV. Đúng rồi. Chờ sao, chờ sao, đi chỗ khác chơi nha, người ta đặt bạn nha. Đi ra chỗ khác, đi nhanh lên. Hả? Trời đất ơi, đi hết hả? Là kêu diễn gì tùm lum như vậy, lộn xộn vậy các ông này. Thôi đi vô xin nói chuyện với Da Đen. Ông Bá Dương đứng Tàu Lao này. Ê, rồi cảm ơn anh Da Đen đã chia sẻ nha. Chúc anh là quay MV này thành công. Anh có là gì gửi đến khán giả kênh Tướng Quân Tàu Lao không? Thì không có. Cái gì cái gì? Mọi người ơi. Nhà thì hết việc còn nha. Bá Dương Tướng Quân Tàu Lao được chưa coi, không có gì để coi hết trơn á. Nói chứ là chúc anh quay MV là thành công, diễn xuất tốt nè, giống như diễn hồi nãy là ok, nhưng mà từ từ là hỏi người ta cầu hôn người ta xong người ta ok mình mới đeo chứ mình đem vàng ở trước, ta nói mình giàu á mình ấy không. Đúng. Chưa hết mình đem vàng á mình sẽ trước rồi. Là đáng lẽ là tại vì ảnh biết là theo như là nhiều khi cầu hôn là người ta không có đồng ý hiểu không, cho nên là cậu vừa nói xong là đeo liền rồi, bắt buộc ta phải chịu thôi. Nhớ đeo vậy. Vô cái bà cắm đầu là bà thật đầu đó, hiểu không? Ý là đâu diễn người ta vậy. Nhớ dặn dò là cái này đóng phim thôi nha. Rồi. Đừng có tan nát gia đình nha. Rồi. Không được nha. Rồi. Đóng phim thôi, đóng chơi vui thôi ha. Đúng rồi, để chơi vui gì đâu, vui vẻ thôi đúng không? Ủa nhưng mà anh có nghĩ là lỡ bây giờ mình bán duyên mình quay này được rồi mai mốt nhiều người mời mình quay nữa thì sao? Mình sẽ sắp xếp thời gian. Sắp xếp thời gian hả? Sắp xếp mà nhiều quá rồi có khi nào mình bỏ việc mình đang làm mà đi mình làm diễn viên luôn không? Mà nhìn rất là thì bỏ việc. Hả? Điều đó mình nhìn thấy rất là. À mình nhìn thấy được là mình bỏ việc luôn, mình làm diễn viên luôn. Đúng. Vậy thì em cũng mong anh là sẽ thành công diễn cái này để coi nhiều người mời anh nữa. Đúng không? Đó đạo diễn này anh thấy nãy giờ em cảm giác là anh mời anh là có vẻ anh chịu anh mới mời đó. Đúng rồi, có hiệu ứng rất là nhiều người yêu thích anh Da Đen đeo vàng trước đây. Giờ chắc chắn rằng trong cái MV mới này thì anh Da Đen dù là chỉ xuất hiện ở một cái vai trò một cái thời lượng nhỏ thôi nhưng mà thiếu ảnh là không có MV được. Rồi chắc chắn ảnh là phần rất quan trọng của MV. Rồi cảm ơn anh. Mai mốt đạo diễn nhớ lên hình đánh phấn lên nha anh nha. Dạ em có mấy vậy thôi ạ. Rồi nãy vẫn chưa tiết lộ là cách xe sao? Cách xe là vui thôi đúng không? Vui. Vậy bữa nào em liên hệ qua MV cho em nha. Rồi ok. Rồi cảm ơn anh rất là nhiều. Rồi anh chào tạm biệt kênh anh Da Đen nha. Tạm biệt mọi người. Rồi chúc mọi người quay một MV thành công. Đoàn làm phim này cũng quay dữ lắm mà. Đoàn phim quá trời người luôn nè, 3-4 người luôn nè. Rồi mọi người quay đi, quay đi. Mọi người quay đi. Hả? Đâu có kết thúc rồi, kết thúc rồi quay đi. Kết thúc rồi ạ. Ừ, hai người quay đi diễn lại cảnh nãy đi. Thôi hết pin rồi, hết pin rồi. Thôi gì kì vậy? Rồi rồi. Trời, cái này hai cái dòng này là mấy ký anh? Mới làm thêm hai cái kiền này nhiêu? Kiền này là ơi sao quý này đi. 2 kg. 2 kg nha, cộng 2 kg nha. Này thổi hơi lỏng nha. Cái này là 1 kg rưỡi. Nhỏ. Nhỏ. 1 kg rưỡi 2 kg. Cái này sao giống dòng của Na Cha vậy, biết Na Cha không? Cha biết. Tại dù ký á, tuần 10 Na Cha đó. Biết. Chiu. Dữ dằn hả trời. Thôi nói thôi giờ cũng chưa rồi thôi anh em mình đi kiếm chỗ nào ăn cơm miếng đi rồi làm việc tiếp chứ. Rồi, okay. Em mời anh ăn cơm được không?
Mời anh thôi nha, không có mời mấy người trong đoàn nha, mấy người trong đoàn nói chuyện ấy quá. Rồi thôi. Thôi đây đây anh em đi. Rồi chúc mọi người xem video vui vẻ nha. Đó, bữa giờ không có gặp anh Da Đen, bữa nay gặp anh lên diễn viên luôn rồi trời. Cái gì? Chưa tôi về không được hả? Mời. Đi về. Đó, tôi không được mời mà anh được mời rồi. Đó, dễ không? Rồi, cảm ơn anh. Bye bye. Bye bye.